Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, cái gọi là Hội Sử Học Việt Nam Độc Lập cho dù mới ra đời năm 2019 nhưng lại mang trong nó thứ virus với độ tàn phá lớn gấp nghìn lần các hội kia. Vì lẽ gì ư? Vì cái gọi là Hội Sử Học Việt Nam Độc Lập này hoạt động kín đáo, chúng toàn là những kẻ sừng sỏ về lĩnh vực sử học nhưng những ai trong hội này là đỏ, là vàng thì khó mà phân biệt. Chúng họp bàn xong tung bài viết lên trang để lôi kéo lừa mị người đọc bằng những luận điệu y chang luận điệu của những nhà sử học đã và đang lực sử chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết cái hội sử học Việt Nam độc lập mới nở nhưng hiểm chẳng kém hội nào của thanh minh cái gì cũng độc lập tức là đòi tự tách ra khỏi sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý của nhà nước chúng là hệ quả của tư tưởng dân túy là bước đi tiếp theo của trào lưu xã hội dân sự hội nhóm độc lập nở rộ như tầm ăn dâu đủ mọi ngành nghề lĩnh vực mục đích thì chỉ có một tách quần chúng giai cấp các tầng lớp xã hội ra khỏi sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam khi mà đảng chẳng còn giai cấp không còn quần chúng thì đảng lãnh đạo ai khi đảng mà không lãnh đạo ai thì đảng tồn tại làm gì thế là thật thâm hiểm nhưng khốn nạn hơn, cái gọi là hội sử học Việt Nam độc lập dù mới ra đời năm 2019 nhưng lại mang trong nó thứ virus với độ tàn phá lớn gấp nghìn lần các hội kia. Vì lẽ gì ư? Vì cái gọi là hội sử học Việt Nam độc lập này hoạt động kín đáo, chúng toàn là những kẻ sừng sỏ về lĩnh vực sử học, nhưng những ai trong hội này là đỏ là vàng thì khó mà phân biệt. Chúng họp bàn xong tung bài viết lên trang để lôi kéo lừa mị người đọc bằng những luận điệu y chang luận điệu của những nhà sử học đã và đang lật sử, cổ suý chính danh cho cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa. Đặc biệt, chúng đẩy mạnh xét lại tính chất chính danh của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, xuyên tạc cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, xuyên tạc bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh, xuyên tạc các anh hùng liệt sĩ như Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu. Điều nguy hiểm không cùng ở đây là khác với các hội độc lập khác có các tổ chức trong hệ thống chính trị đủ mạnh để cản bước, thậm chí tấn công, tiêu diệt chúng, thì cái hội sử học Việt Nam độc lập này không sợ điều đó. Khi chính hội sử học Việt Nam, viện sử học Việt Nam đang có vấn đề, thậm chí có nhiều nhà sử học đỏ vỏ xanh lòng, dở giọng xuyên tạc lịch sử, những lý lẽ nguy biện của các ông Cường, Hà, Lê, Nhã, Tĩnh khi nói về ngụy quân, ngụy quyền, bảo vệ chủ quyền biển đảo, về anh hùng Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu, đang trở thành chất dẫn sợi chỉ đỏ của cái hội này đây không chỉ là mối quan tâm nữa mà nó đã trở thành ung nhọt hôi thối cần phải đưa ra ánh sáng những kẻ núp bóng sau lưng chúng